là tao luôn hả? Mày làm được. Mày kìa, mày lấy không? Còn mày Usman nè, mập, ốm. Quên. Ốm vừa. Đông phải thằng ốm, thằng này vừa. Thì hôm nay là mấy đứa biết hôm nay ngày gì không? Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật Jenny thì hôm nay anh muốn lập ra một cái kế hoạch. Bình thường nó cho anh nhiều rồi. Thì bây giờ tao đập thấy má mày luôn. Thì bây giờ mình phải lập một cái kế hoạch để mình cho nó lại. Bây giờ hôm nay là sinh nhật nó, phải cho nó một cái gì đó bất ngờ. Chẳng hạn như là tí anh sẽ tào lao, nó không có bình thường. Phải cái gì mà liên quan đến sự nghiệp cả cuộc đời nó. Nó sẽ nhớ hoài. Chuối, nó sợ bị đuổi lắm luôn. Bây giờ thì anh có quyết định là anh sẽ gọi là cho nó bằng cách là hù đuổi nó ra khỏi team, để cho nó gọi là thất nghiệp, không còn chỗ gì làm nữa. Bắt đầu nó sẽ cảm thấy ăn năn hối lỗi các kiểu rồi, để coi reaction của khuôn mặt nó ra sao. Thì bây giờ anh muốn là mấy đứa sẽ chuẩn bị đồ này nọ và bắt đầu sẽ cho nó bằng cách gọi là đuổi. Bây giờ nè, để nó em cứ dụ nó, kêu là nó mua cái gì nó cho anh chuối đi. Bắt đầu cho anh kêu nó vô phòng. Vô phòng anh ăn rồi xong anh bực quá, bắt đầu anh chửi nó, anh đuổi nó ra khỏi team. Đó là có cái lý do, hiểu không? Lý do đuổi nó ra khỏi team rồi, bắt đầu rồi xong rồi. Bắt đầu mình sẽ nó ngồi quay canh, nó ngồi khóc lóc các kiểu. Bắt đầu mình vô mình hù nó chúc mừng sinh nhật. À nãy giờ chỉ là giỡn thôi. Ok, quyết định vậy nha. Ok, mấy đứa đi chuẩn bị đi. Lẹ. Nó gần tới rồi. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Út Jenny và Mắt. Hôm nay chúng ta cùng tiếp tục mập ốm sâu. Và hôm nay chúng ta có một cái trò rất là thốn dành cho anh chuối. Thì lý do mà tụi mình làm cái này á là tại dạo gần đây mình cảm thấy là anh chuối hết thương tụi mình rồi. Ừ, anh chuối bắt đầu kiểu sẽ làm cú chót, cái này là chuối đi luôn nè. Kỳ này là cho ổng lên đường thiệt của mình. Bây giờ thì đây, bữa nay nó sẽ là một cái trò, phải nói là trò mà đỉnh nhất mọi thời đại từ trước tới giờ. Tụi mình sẽ chơi hai trò kép liên tục. Như vậy đây là biết bạn, đây là giấm. Thì chút xíu mình sẽ chơi một cái trò cực kỳ hay. Thì hôm nay mình sẽ lấy cái đầu câu này, mình sẽ bỏ những cái thứ kinh tởm nhất mọi thời đại vào trong. Nhưng cái mà nó vẫn hòa quỷ mà nhau, nhìn nó không có phân biệt được. Nè, đây là loại quảng cáo tới, đây là loại rau câu mình mua tầm hình như có 10,000 bịch to bự vậy nè. Đồ đó các bạn ăn anh vậy? Mình đã cho anh Sơn edit ăn thử và ảnh nói là dở ẹt. Chúng ta sẽ có đây là mắm tôm, vẫn là cái mùi mắm tôm phân phức ấy. Đây, nhưng mình sẽ gặp cái đường nhỏ đây, mình sẽ nhét cái này vô. Chú sẽ không biết đâu, sẽ bơm vô, bởi vì cái này mình chỉ là một đường nhỏ thôi. Đó, chút xíu mình sẽ lấy hột quẹt mình hơi chỗ này một cái là nó dính lại luôn. Ngon. Ok, xin chào các bạn. Thì bây giờ mình sẽ gọi là set up lại camera các kiểu đồ để tí cho anh Jenny đồ, cho nó không để ý màn hình đồ. Ok, thì bây giờ mình sẽ giả bộ mình đi ngủ đi. Mình có kêu Hoàng Mập là chuẩn bị gọi là chuẩn bị đồ ăn các kiểu và thế nào nó cũng dụ Jenny xuống cho mình. Bây giờ mình đi ngủ. Ok, Mắt đã bơm được vài cái đây rồi. Ok, thì nãy giờ mình đã bơm được nước mắm, nước tương như trong này rồi. Thì nó sẽ nằm, nó hơi đen đen ở trên này đó, bạn nhìn kỹ nó sẽ hơi đen đen trên này một chút. Thì bây giờ đây là món thứ nhất tụi mình chuẩn bị rồi, bây giờ là tới món thứ hai. Khi mà chuối ăn cái này á, thì cái cổ họng nó sẽ sẽ khá là sót, nên một chuối sẽ cần uống nước. Thứ hai, đây. Và sẽ chuối sẽ mình sẽ mình sẽ uống bớt miếng nước này vô để tôi uống nước. Nóng. Hello nóng. Đang cho chuối. Quỷ anh đây nó uống hết nước rồi. Coi gì? Nước mắm trời. Mắm tôm. Bỏ vô này. Rồi xong lấy kim chích vô bơm vô sao? Đúng rồi. Giống vậy, tự tự vậy. Rồi bỏ giấm vào trong nước. Ok, bây giờ đổ nước, đổ giấm vô. Đây, bọn mình sẽ đổ giấm vô nước. Ok, uống cái này tôi không biết cái vị sao, chắc đi ói luôn á ba. Ok, okay, đừng cho nhiều quá, nó đổi màu quá. Ok, được rồi. Ok, được rồi đó. Ok rồi, được rồi.
Giờ chúng ta sẽ mang lên cho anh chú. Giờ xong, giờ mình phải làm mặt như thế nào? Mình phải làm mặt tỉnh tỉnh chứ mọc. Bây giờ ok. Mặt tỉnh vô. Em phải cầm này tao sợ quá. Sợ gì? Cầm đây, cầm đây, cầm đây, sợ gì? Kỳ vậy? Biết cái nào được. Sợ. Ngủ. Chú ơi. Lúc mới ngủ thì sẽ không để ý gì đâu. Chưa rồi, chưa rồi. Chưa dậy chưa. Dạ, đang ngủ mà. Trời ơi, anh chối bữa nay anh biết trời nóng cỡ nào anh chối, giờ này ngủ trong này. Không mở lạnh luôn. Không mở. Bị đuôi hả? Bây giờ có mở mà. Ủa? Mở mà sao nóng như quỷ vậy? Bọn em có. Trời ơi, trời ơi, trời nóng gì là phải ăn rau câu lạnh trời ơi. Mà bọn em để ra ngoài nóng nãy giờ. Nó hết ra lạnh. Rau câu Việt Nam chất lượng cao. Có chữ là Việt Nam chất lượng cao với Đức. Ghê không? Việt Food à? Đúng rồi. Việt Food. Rau câu gì anh thấy nó chip chip vậy? Nấu ngon, trời cái này hàng Việt Nam chất lượng cao mà. Được bình chọn bởi người tiêu dùng. Ủa miếng nữa còn giữ cái văn mà. Khác em à. Ngon, chứ là ngon. Cho đây chuẩn bị chạy trên đây nha. Ê. Ủa, sao vậy? Dở hả? Uống miếng nước vô. Miếng nước vô. Chết rồi. Gì vậy? Vô kìa. Liêu. Được. Chạy bình thường vẫn vẫn giỡn vậy mà anh bình thường anh vẫn cười nói mà bình thường sao hôm nay cọc vậy? Giờ muốn giỡn nhưng mà anh không có chấp nhận điều này nghe chưa? Em biết em cho anh bao nhiêu lần rồi chưa? Trong khi đó channel không làm, clip may rap không làm hả? Em thấy channel em nát tới cỡ nào chưa? Dạo này gần đây có ngày cứ cho anh hả? Không biết nói gì luôn. Trời, không biết nói gì luôn. Tối ngày nghe lời mập này nè. Mập chó. Mở mày. Thôi tắt đi, không quay thôi. Mày định quay clip này luôn hả mập? Thấy không được rồi nha. Hang bay á. Còn mày nó mặt chơi chơi ra vậy hả? Em đùa vui hả? Vui con khỉ. Vô team ở đây được 6 tháng rồi. Mày làm được gì cho team vô? Hả? Channel càng ngày càng nát. Bí kíp liền gồng kêu chuẩn bị setup này nọ cũng không chuẩn bị nữa. Giờ muốn gì? Có ngày tròn tròn vậy hả? Mày muốn gì? Muốn gì? Giờ mày đá lại tao luôn hả mập? Mày đá lại tao luôn hả? Mày làm nữa. Mày kìa, mày lấy không? Còn mày này nữa. Về quê đi nha. Lo về quê chăn trâu chăn bò đi nha. Không có ở đây làm nữa. Tao đuổi mày chính thức, đuổi mày ra khỏi team up lớp đó. Nghe chưa? Ở đây suy nghĩ đi. Để anh lên anh gọi anh hồi. Ngồi xuống đi. Xuống đi. Xuống. Hey Paul. Do you want to like some fireworks? I don't know if that calls fireworks. Yeah. So you can go downstairs now. Okay, you guys doing? Đang ngồi ở trong phòng mặt đình phối bị chửi vô nát mặt. Wow, so we are gonna have our boss in a video. Yeah. Hey, come on, come on, come on. Just record video about Jenny.
Mình chuẩn bị cái hộp quà kia. Is it safe? Happy birthday, Jenny. Safe? Is it safe? Silly. Sound good. Sound good. Yeah. Ooh, yeah. Yes. Let me try first. Wow, that is not safe. Be careful, guys. Oh, Jesus Christ. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Cái này là anh chỉ cho anh em thôi. Em cho anh nhiều rồi đúng không? Em cho anh nhiều rồi, bây giờ hôm nay anh sẽ cho lại em. Tại vì em còn nóng rồi. Bây giờ em ơi, ôi nó sắp khóc luôn rồi kìa mặt. Cái đó là bật luôn rồi hả? Nó bật nãy giờ kìa. Nó sắp khóc luôn rồi. Coi chung bỏ chạy anh không? Bây giờ chung mới cháy nha, chung mới cháy cái tòa nhà đó đó. À thì tụi anh biết là hôm nay là giống ngày sinh nhật của em nên anh muốn là làm một cái gì đó cho em bất ngờ. Thì cái này á là do tất cả là do thằng Mập á. Thằng Mập nó chuẩn bị ý tưởng rồi hết á. Không chưa? Cái này đó. Mày biết rồi, cái người cho giỏi nhất là tao chứ đâu có ai. Mập nó ra ý tưởng đồ này nọ hết đó nên gọi là muốn tạo cái gì đó cho em bất ngờ thì tụi anh đã chuẩn bị đồ ăn hết rồi. Cái này sốc chứ không phải là bất ngờ, nhưng mà... không phải bất ngờ. Anh nói chung là anh không có đuổi em ra khỏi tim đâu, anh còn yêu đó, em còn giá trị là dùng. Yêu em tâm. Yêu em tâm tiếc thì bây giờ. Sao đích? Thôi lấy đồ ăn vô ăn đi mấy đứa. Bật đèn, bật đèn ra. Bật đèn ăn. Cái gì vậy không biết, hôm nay là cái gì. Đồ ăn. Cảm giác như thế nào vậy?